Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 8 tháng 3 năm nhâm dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng ngày hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin bài xã hội với những tin chính. Mỹ nhắm vào con gái ông Putin, ngân hàng Nga trong những chế tài mới. Đài Loan thắt chặt hạn chế xuất khẩu sang Nga. Hơn 5.000 cư dân Mariupol thiệt mạng do Nga xâm lăng. Người bảo vệ nhân quyền cho rằng Việt Nam hiện đang giam giữ 253 tù nhân lương tâm phi công than phiền nhân viên không lưu phi trưởng ở Hải Phòng, ngủ gật và một số tình đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến có đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện việc, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với thành tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế Mỹ vào ngày 6 tháng 4 lan báo các chế tài nhắm vào hai cô con gái trưởng thành của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói đang siết chặt trừng phạt lên các ngân hàng Nga để trả đũa về các tội ác chiến tranh tại Ukraine. quan. Anh quốc cũng phong tỏa tài sản chống hai ngân hàng chính, cấm người Anh đầu tư tại Nga và cam kết chấm dứt sự lệ thuộc vào than đá và xăng dầu Nga vào cuối năm Liên hiệp châu Âu cũng kỳ vọng sớm có những bước thêm nữa, bao gồm cấm đầu tư mới tại Nga và cấm vận than đá. Sau những chứng cứ mới đầy về tan sát xuất hiện sau khi các lực lượng Nga rút khỏi thị trấn Bucha. Mỹ hành động chống lại hai trong những ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank và Alpha Bank, cấm các tài sản đi qua hệ thống tài chính Mỹ và cấm người Mỹ giao dịch với hai định chế này. Thêm vào các chế tài nhằm vào hai con gái trưởng thành của ông Putin là Maria Putin và Katerina Tikhonova. Mỹ cũng nhắm vào Thủ tướng Mikhail Mishutin, vợ và con của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và thành viên Hội đồng An ninh Nga kể cả ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Nga. Các lệnh trừng phạt các đứa cả thân nhân trong gia đình gần gũi với ông Putin với hệ thống tài chính Mỹ và phong tỏa bất cứ tài sản nào họ có tại Mỹ. Anh cũng loan báo phong tỏa chế tài nhằm vào Sberbank và Credit Bank of Moscow và chỉ định 8 nhà tài phiệt Nga mà anh nói ông Putin dùng để đẩy mạnh nền kinh tế chiến tranh của ông. Liên quan đến Nga, Đài Loan thắt chặt hạn chế xuất khẩu sang Nga. Chính phủ Đài Loan vào ngày 6 tháng 4 cho biết họ đang thắt chặt những hạn chế xuất khẩu sang Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt đối với nước này vì cuộc xâm lược dư quan, đồng thời nêu chi tiết các quy định nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ và chip cho mục đích quân sự Đài Loan đã lên án cuộc tấn công của Nga và tham gia vào nỗ lực trừng phạt do phương Tây dẫn đầu, dù chủ yếu mang tính biểu tượng vì thương mại trực tiếp giữa hòn đảo và Nga rất nhỏ. Nội các Đài Loan cho biết trong một thông báo rằng bất kỳ công ty nào muốn xuất khẩu hàng hóa trong một danh sách dài liên quan đến công nghệ sang Nga sẽ phải xin phép. Nội các Đài Loan nói thêm rằng động thái này được thực hiện nhằm ngăn chặn việc nước ta xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao sang Nga để sản xuất vũ khí quân sự. Danh sách này gồm thiết bị sản xuất chất bán dẫn, ngành sản xuất mà Đài Loan là nước dẫn đầu thế giới cũng như laser và hệ thống định vị. Bộ kinh tế Đài Loan nói thêm trong một tuyên bố riêng rằng họ kêu gọi ngành công nghiệp tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu, tiến hành thẩm định trước khi xuất khẩu và tránh xuất khẩu các sản phẩm từ danh sách xuất khẩu của nga có thể được sử dụng để phát triển vũ khí cho nga mà không được chấp thuận. Bộ này cho biết họ đã đưa danh sách dựa trên những gì các nước đồng minh khác đang làm và có tổng cộng bao gồm 57 mặt hàng bị kiểm soát. Từng trước, một quan chức Mỹ cho biết Bang TsMC của Đài Loan, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới đã rời khỏi thị trường nga. Các nước khả năng tiếp cận của trung tâm công nghệ SPARC của Moscow đối với chip Albras vốn được sử dụng rộng rãi trong giới tin báo về hệ thống quân sự của nga. Tình cảnh của du quan đã được nhận được sự đồng cảm rộng rãi của công chúng ở Đài Loan vì nhiều người coi đây là sự tương đồng giữa những gì đang xảy ra ở quốc gia châu Âu với những gì có thể xảy ra nếu tàu cộng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo mà họ tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình về dưới sự kiểm soát của tàu liên quan đến nga hơn 5.000 cư dân Mariupol thiệt mạng do quân nga xâm lăng có hơn 5.000 cư dân Mariupol thiệt mạng gồm có 210 trẻ em trong một tháng thành phố này của quan bị quân nga bao vây thị trưởng thành phố này loan báo vào ngày thứ tư sau tháng 4 theo USA Today Quân Nga ném bụng bệnh viện, trong đó gần một bệnh viện có 50 người bị chết cháy và phá hủy hơn 90% cơ sở hạ tầng thành phố cảng miền Nam dư qua này. Thị trưởng Vadim Bochenko cho hay tại cuộc họp về hậu quả chính trị và pháp lý từ cuộc xâm lăng của Nga. Thế giới chưa nhìn thấy quy mô thảm kịch ở Mariupol từ thời trại tập trung của Đức Quốc xã tới nay. Quân Nga chứng đón biến toàn bộ thành phố của chúng tôi thành trại tự thần, ông Bochenko nói theo thông tấn xã Interfax của Ukraine, đã là trại Auschwitz và Maidanek mới. Theo Liên Hợp Quốc tính đến thứ tư, ít nhất là 1.563 dân thường thiệt mạng và 2.213 người bị thương ở Ukraine từ khi Nga xâm lăng vào ngày 24 tháng 2. Nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Có hơn 4.27 triệu người Ukraine chạy sang nước khác tị nạn và hàng triệu người trong nước bị ly tán, theo cơ ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Vừa rồi là phần tin thế giới và người Việt hải ngoại, sau đây là tin quốc nội liên quan đến chính trị. Thưa quý vị, con số tù nhân lương tâm ở Việt Nam, theo công bố mới nhất của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, hiện đang là 253 người. Tuy nhiên, Tổ chức Thống kê cũng cho rằng con số thực có thể còn cao hơn. Hôm 6 tháng 4, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền ra thông cáo báo chí trong đó công bố con số tù nhân lương tâm gặp nhật ở Việt Nam. Cũng theo thông báo trên, thì thuật ngữ tù nhân lương tâm được dùng để chỉ những cá nhân bị giam cầm vì niềm tin chính trị, tôn giáo hoặc vì lương tâm, hay do sắc tộc, giới tính, màu da và ngôn ngữ của mình. Trả lời phỏng vấn của Đại Châu Tự Do, ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết thêm thông tin về vấn đề này. Tổng số tù nhân lương tâm hiện giờ là 253, trong đó có 24 người là phụ nữ và có 36 người đang trong thời gian giam giữ trừ xét xử, còn lại là để bị kết án tù. Trong đây nhiều nhất có lẽ là tội danh phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, tức là các tù nhân lương tâm thuộc về vấn đề tôn giáo. Có khoảng gần 100 người là thuộc các sắc tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên và vùng phía Bắc Việt Nam. Còn lại là các tội danh như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước hay là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông Ngữ cũng cho biết con số tù nhân lương tâm thực tế có thể cao hơn rất nhiều, tuy nhiên do nhiều hạn chế như khó khăn trong việc liên lạc với người thân hoặc các vụ xét xử diễn ra trong một cách bí mật hoặc không xuất hiện trình báo mặt báo, nên nhiều trường hợp tù nhân lương tâm không được biết đến. Liên quan đến tin Việt Nam, một chuyện dở khóc dở cười xảy ra tại phi trường quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng từ tháng trước, nhưng này mới được tờ thanh niên thuộc lại vào ngày 6 tháng 4. Theo đó, hãng hàng không Vietjet có chuyến bay từ Hải Phòng đi Buôn Ma thuộc, dự trù có cánh lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 18 tháng 3 tuân thủ quy trình bay trước lúc cất cánh từ 5 giờ 30 phút đến 5 giờ 58 phút. Phi công chuyến bay đã gọi tháp điều khiển không lưu phía trường các bi hơn chục lần trên tần số liên lạc và ba lần trên tần số khẩn nguy để đối phối hợp thông tin chuyến bay, nhưng không thấy kiểm soát viên không lưu trả lời. Phi công sau đó đã phải liên lạc với giới hữu trách hàng không ACC tại Hà Nội để thông báo việc mình không gọi được với tháp điều khiển phi trường các bi. Sau đó, ACC Hà Nội đã liên lạc với tháp điều khiển các bi. Khoảng 6 giờ kiểm soát không lưu tại các bi đã liên lạc với phi công chuyến bay trên để kịp giờ khởi hành. Thời điểm đó, tại tháp điều khiển phi trường các bi chỉ có hai nhân viên, gồm một kiểm soát viên trực điều hành bay và một nhân viên kỹ thuật. Kiểm soát viên quản lý kiếp trực chỉ có mặt vào chiều tối cùng ngày. Phi công hãng Vietjet nêu nghi vấn kiểm soát viên của các bi đang ngủ khi người này gọi. Báo Thanh Niên cho biết thêm, một vị giới chức ẩn danh của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM xác nhận có vụ việc nêu trên và nói phi công đã gọi sớm hơn giờ dự kiến. Theo camera quan sát tại phòng điều hành, khi phi công gọi thì kiểm soát viên không lưu, không đeo headset, tai nghe và micro điều khiển, nên không biết được có cuộc gọi, vị này cho biết thêm. Trong vụ này, cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai kiểm soát viên không lưu tại các bi, đồng thời tước giấy phép hành nghề 2 tháng. Tuy vậy, theo báo Thành Niên đã có tiền lệ về chuyện kiểm soát viên không lưu ở các bì ngủ gục. Thưa quý vị, một nghi phạm trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tự treo cổ bằng cuộn dài trong nhà tạm giữ công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã qua đời vào ngày 29 tháng 3, 2 ngày sau khi bị tạm giữ. Mang báo Vietnamnet dẫn thông tin từ Vi Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình trong ngày 6 tháng 4 sẽ biết thêm. Cơ quan này đang phối hợp với công an điều tra làm rõ trường hợp người đang bị tạm giữ tự sát. Người qua đời tên là Nguyễn Danh Thi, sinh năm 78, bị công an huyện Đông Hưng tạm giữ từ ngày 27 tháng 3. Tuy nhiên báo chí không cho biết rõ số lượng ma túy mà nghi phạm vận chuyển. Ông thì được cho biết là đã dùng quân gia của mình trao vào cửa sổ phòng tạm giữ để trợ khổ tự sát. Cán bộ công an trực tại nhà tạm giữ phát hiện đưa ông này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Đông Hưng. Và bác sĩ xác định ông này đã tử vong vào khoảng 1 giờ ngày 29 tháng 3. Đoàn kiểm soát của phòng 8 Vì kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã kiểm tra hồ sơ tạm giữ, kiểm tra công tác phân công lãnh đạo, cán bộ trực tại nhà tạm giữ trong các ngày 28-29 tháng 3 và công tác canh coi quản lý, giáo dục, tư tưởng người mới đưa vào nhà tạm giữ. Theo Việt Nam Nát, Kiểm sát xác định nhà tạm giữ công an huyện Đồng Hương thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, công tác canh coi, quản lý, giáo dục, tư tưởng và chế độ đối với người bị tạm giữ tạm giam, theo đúng quy định tại luật thi hành tạm giữ tạm giam liên quan đến tỉnh Quảng Ngãi, hai trong số 11 địa phương tại Quảng Ngãi đã thu hồi số tiền chi sai trong chương trình hỗ trợ thoát nghèo cho người dân sau gần một tháng có kết luận thanh tra. Tránh thanh ra tỉnh Quảng Ngãi trả thanh danh cho truyền thông hay tin trên trong ngày 6 tháng 4. Theo ông Danh, tổng số tiền các cơ quan đơn vị chi sai bị thanh tra tỉnh phát hiện là gần 27 tỷ đồng. Trong ngày 24 tháng 3, sau khi kết luận thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Đặng Văn Minh đã yêu cầu thu hồi số tiền này và xử lý trách nhiệm những cán bộ công chức có liên quan. Thế và đến nay chỉ có hai đơn vị thực hiện xong việc thu hồi. Mặc dù vậy, ông dành cho biết thêm vì các đơn vị chưa nộp kế hoạch và triển khai thực hiện bởi vì vẫn trong thời gian cho phép, vì hạn đến hết ngày 11 tháng 4. Đối với việc xử lý kỷ luật các cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc thực hiện sai chính sách chi tiền hỗ trợ thoát nghèo tại các huyện miền núi ở Quảng Ngãi. Ông Danh cho biết, ban dân tộc tỉnh đã hai lần tổ chức họp kiểm điểm, nhưng do tình hình dịch cúng tàu ảnh hưởng, nên hai lần cuộc họp đều bị hoãn xin gia hạn đến ngày 15 tháng 4. Do đó, ông Danh nói đến nay chưa có kết quả kiểm điểm và hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể cá nhân nào. Trước đó, qua thành trà, việc thực hiện chính sách hỗ trợ khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi giai đoạn 2016-2020, thanh tra tỉnh đã phát hiện tất cả các trường hợp là hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo và con của hộ thoát nghèo đã được chi trả tiền hỗ trợ trong đợt đầu tiên năm 2018 đều không thuộc diện nhận tiền hỗ trợ theo quy định. Liên quan đến tình xã hội, người bị giam oan chết trong tù nhưng bồi thường thấp. Bản tin chi tiết như sau, ăn trần trưng thảm sinh năm 42 và mất năm 80 trong trại tạm giam. Vào ngày 5 tháng 4 năm nay, được tòa án tỉnh Vĩnh Phúc tuyên mức bồi thường hơn 1.6 tỷ đồng do bị oan sai, trong khi thân nhân yêu cầu 25 tỷ đồng tiền bồi thường gia đình của ông Thám không động tình và nói sẽ kháng án lên tòa cấp cao. Mạng báo người lao động vào ngày 6 tháng 4 dẫn thông tin về phiên xử yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam 3 người với cáo buộc tội giết người hồi tháng 1 năm 80 ở xã ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tình yêu lại hồ sơ vụ án với tin tiết vào ngày 28 tháng 1 năm 80 xảy ra vụ tử vong và hiện trường trao cổ trên đội sáng của ông Chu Quảng bí thư chi bộ thôn Vạn Thắng xã Đồng Thịnh, huyện Sông Đô, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, bốn người bị công an tỉnh bắt giam và khởi tố là ông Trần Trung Thám, ông Trần Ngọc Chinh, ông Khổng Văn Đệ và ông Nguyễn Linh Ký đều trú tại xã Đồng Thịnh để phục vụ điều tra. Kết luận điều tra của công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định ông Nguyễn Đình Ký là thủ phạm và ông này bị án chung thân vào ngày 15 tháng 6 năm 83. Hai ông Trần Ngọc Chinh và Khổng Văn Đệ được đình chỉ điều tra và được trả tự do vào ngày 10 tháng 10 năm 82. Ông Trần Trung Thám vào ngày 18 tháng 10 năm 82 cũng được kết luận tội trong vụ án này. Thế nhưng, ông Thám đã chết trong thời gian bị tạm giam. Cơ quan chức năng cho gia đình biết là ông này qua đời sau gần 3 tháng bị bắt giam do bị kiết liệt. Đến ngày 9 tháng 10 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan tiến hành cải chính và xin lỗi công khai ba ông Trinh, Đệ và Thám, người đã qua đời. Gia đình ông Trinh làm đơn yêu cầu các cơ quan gây nên oan sai bồi thường 12.87 tỷ đồng, Ông Thám đòi bồi thường 25 tỷ đồng và ông đệ đòi yêu cầu bồi thường hơn 5 tỷ đồng. Đến tháng 9 năm 2020, qua nhiều lần thương lượng, gia đình ông đệ đã chấp nhận khoản tiền bồi thường oan sai hơn 1.1 tỷ đồng. Ông Thám, ông Trinh không chấp nhận thương lượng đã làm đơn khởi kiện Cơ sở đồi bồi thường 25 tỷ đồng là của bà Trần Thị Thắm, 39 tuổi, vợ ông Thám và gia đình là do những tổn thất kinh tế, tinh thần gia đình phải gánh chịu. Sau khi ông Thám bị bắt oan, mất trong trại tạm giam vừa gần 40 năm, mang tiếng giết người.